Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm cái gì đó cha nội. Cái gì mà lộp bộp vậy? Ông Nhí ơi. Ủa? Chu cha, hai anh em ngồi ăn cái gì đó? Hôm nay là ngày gì? Bữa nay đâu có ngày gì đâu, tại vì tao làm công chuyện đó À, mình cực quá, ăn uống nó kham khổ, lâu lâu phải có ngày sướng. tẩm bổ vô. Đúng vậy. Ủa, phần của ông Tư đâu? Tôi đâu có phần, Trời đất ơi, mày biết đó, hôm qua tao trà mấy cái hồ này nè, mà tao kêu nó trốn, điện thoại nó nguyên ngày không trả lời. Bữa nay tao tự bồi dưỡng là tao cái nó qua, tao nói trước rồi, tao không có cho ăn đâu, đừng có ngồi đó mà ngó miệng, mà nó cũng đâu có chịu về đâu. thì ông cho ổng đại mấy cái que nè, cái càng Đâu có cho được, chút tao ăn lại nữa mà. nè. Ông Tư ăn đi, ngồi vô ăn đi. Đã nói là nói nè, hồi nãy giờ là mày không có phần rồi, chứ về nhà ngủ trưa đi, làm không chịu làm phụ, ăn uống mày có mặt là đâu được. Rồi bây giờ ông để về ông coi được hả? Ông Tư nè, ông ngồi ông ngó miệng. Còn ông ăn nguyên một con cua luôn, không cho miếng nhỏ luôn hả? Đâu có, ngó miệng là cái quyền của nó, Đúng rồi. tao đâu có ép nó đâu, Ừ. còn tao ăn là quyền của tao. Rồi hiểu. Ông nội ơi, ông làm cái gì? Ông làm vậy ông khổ thêm, hành hạ bao tử ông thêm. Nhưng mà cũng đúng rồi. Vậy là đúng rồi ông Tư. Cái ngày ông Nhí ông làm việc á thì ông trốn đi đâu không biết, trốn đi chơi, để ông Nhí một mình ở nhà ông rửa hồ không ai phụ. Tôi á thì tôi bận không nói, ông á là ông rảnh rỗi thì ông phải qua bên đây ông phụ ông Nhí, chứ để một mình ổng á làm sao sể. Cả trăm hồ mà, chứ đâu có phải một hai hồ đâu. Vậy là đáng đời của ông đó. Mày nói đúng á. Giờ ngồi ở đây dòm miệng. Ổng tính chơi cái chiêu dòm miệng kế. Giờ khai hôm qua ông trốn đi đâu? Qua tôi đi công chuyện. Đi công chuyện hả? Vậy là ông Tư ổng kẹt công chuyện mà. Thôi đừng có xạo mày. Mày mà công chuyện gì? Mày với lòng vòng sớm rồi chứ mày có đi đâu đâu mà công chuyện. Này là chắc đi chơi nè. Rồi bây giờ kệ ổng đi, cho ổng ngồi ổng dòm miệng đi, hai anh em mình ăn. Tự nhiên Sao vậy? mày cũng làm gì có phần mà hai anh em ăn. Sao không có phần? Mày muốn ăn là mày đi về tự mày mua mày ăn, À, chứ tao cũng đâu có cho mày đâu. mấy bữa tôi qua tôi phụ ông mà. Mày đâu có phụ đâu, trà hồ cũng đâu có trà phụ đâu. Có trà mà ta. Hôm kia hình như là tôi nằm mơ tôi thấy tôi phụ ông nguyên ngày luôn. Sáng tôi ngủ 10 giờ mấy mới dậy, đâu dám thức dậy. Mày rảnh mày làm tao nít vậy, mày nằm mơ phụ cá mà nằm mơ. Ông làm như thế này với anh em là không được rồi, đúng không? Xin ổng. Chân hả? Cái chân nó đâu có chân này là để tao ăn lại. Cho tôi cái mui. Ôi, cái mui gạch không, tao chưa ăn gạch mà. Cái mui có thịt đâu. Nhưng mà tao còn kiểm tra lại đó. Cho hút miếng nước mắm đỡ thèm Không đủ chấm, không đủ chấm. đi. Mày thấy con cua tao chà bá là không đủ chấm để cho mày hút được. Cái miếng chanh bỏ mà cũng không cho nữa hả? Không có bỏ. Cái này á là chút xíu ăn thiếu, hết chua thì nặng thêm. Hiểu không? Chứ đâu có bỏ. Vậy cái màng này có ăn không? Cái này để chút xíu mày chắp cái nước ăn thử coi. Ông Tư ơi, nói nghe, mai mốt đừng có thèm qua đây nữa. Hôm nay đi qua đây tính báo cho ổng một cái tin vui mà ổng làm vậy nè, mình báo cho ổng làm gì nữa. Đi về khỏi báo gì hết á. Tin vui gì?
tin vui về cái chạy cá nghĩa hèn của ông. Mà bây giờ ông làm vậy rồi, đi về ông Tư. Bây giờ tôi có cách làm cho ổng thay đổi. Nói chung là anh em mình chỉ cần ngồi thôi là ổng dâng tới họng luôn. Thì không? Không cần xin. Cái cách này cũng đơn giản lắm. Anh em mình phối hợp với nhau cho anh ổng. Anh em mình chỉ cần ngồi bạch ngực ra vậy nè là ổng dâng đồ ăn tới họng luôn. Bây giờ ổng thích ăn cái gì? Cua, tôi đang thèm ăn cua quá. Thèm ăn cua đúng không? Rồi, bây giờ tự động ổng sẽ đi mua cua, ổng nấu cho ông ăn. Đấy hả? Vậy chứ sao? Tôi sẽ khiến cho ông Nhí thay đổi, mua hai con cua về để mà dâng lên họng hai anh em mình luôn. Hai anh em mình không cần phụ cái gì luôn. Vậy được á? Ổng làm vậy là không được rồi. Anh em mình phải cho ổng một bài học để mà sau này ổng nhớ. Ăn uống kiểu này là đâu có được. Chỗ anh em làm vậy sao được. Rồi bây giờ anh em mình đi về chuẩn bị. Ông đứng ở đây, ông không cần làm cái gì hết, mọi thứ để tôi lo. Đây là cái nút bạc. Khi mình đem cái nút bạc này qua thì ông Nhí ổng sẽ rất là bất ngờ. Cái nút bạc này á, tôi nhận lâu lắm rồi mà tôi không có đưa cho ổng, tôi để dành. Hôm nay tôi đem qua để mà đưa cho ổng. Thì khi mình đưa cái nút bạc này cho ổng á, mình muốn cái gì á, ổng phải chiều cái đó. Đúng rồi. Tại vì cái này là cái cột mốc quan trọng chạy cá nghĩa hiền á. Tôi giấu lâu lắm rồi, hôm nay mới đem qua. Bây giờ đem vô. Đi. Ông cứ bình thường thôi. Kể từ bây giờ ông không còn giống như hồi lúc nãy nữa. Phải bảnh bao lên, chuẩn bị có cua ăn. Ông Nhí ơi, có ở nhà không? Ông Nhí ơi. Trời đất cơ, có một con cua mà ăn nãy giờ chưa xong. Chắc xong rồi. Ông Nhí ơi, hôm nay có một cái tin vui đem qua đây để mà báo cho ông. Dù sao cái chạy cá của ông cũng cần có một cái nút bạc để mà treo lên trên này. Cái nút bạc giả này nó nằm đây cũng 2-3 năm rồi đúng không? Đây là cái nút bạc thiệt mà tôi đã lãnh lâu lắm rồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi đem qua đây để mà gả nó cho ông. Từ từ, nhìn kỹ đi. Ông nhìn thử xem nút bạc này là nút bạc thiệt hay là nút bạc giả. Cái này là thiệt đó. Sao không thiệt? Cái này là thiệt rồi. Bằng nhôm nguyên khối, mạ kính cường lực. Đó. Đẹp quá. Chạy UV cái chữ lên, YouTuber, thấy chưa? Cột mốc 100.000 subscribe bây giờ đã đến tay ông rồi. Rồi, nhưng mà chưa được. Chỗ anh em ông làm vậy coi được hả? Đem về đi. Đi về ông Tư. Vô. Chuyện gì? Vô. Mày đi vô này cho mát, đi đâu đây nắng lắm. Ông nói làm sao tôi nghe, tôi lọt cái lỗ tai đi, tôi ở lại. Rồi, cứ vô đi. Vô, xin mời. Đó. Đây là khách quý của tao mà làm sao mà mời cái kiểu này được. Ghế đi. Bây giờ sao? Ông tính làm sao? Bây giờ cái dịp trại tao á, cái trại cá này đang vui vậy nè. Bây giờ hai mày muốn cái gì? Muốn cái gì hả? Ừ. Đơn giản thôi. Hỏi ý ông Tư đi, năn nỉ ông đi. Tôi thích ăn cua. Mày phái cua? Ừ. Ok. Cái chuyện nhỏ xíu như con tép. Tưởng cái gì?
thích cái gì bự bự không thích, thích ăn cua. Cua này ông nhí ông búng tay cái hai ba con rồi đúng không? Đứng đó chờ một xíu thấy không? Giờ tôi thích cái gì mới quan trọng nè, quan trọng là tôi thích cái gì nè, tại vì cái nút bạc nó đang nằm trên tay của tôi. Tôi bóp cái ông chết, tôi thả ra ông sống. Cái này cũng tao á. Làm gì ghê dữ mày. Bây giờ á, tôi cho ông toàn quyền quyết định. Ông làm sao thì làm, anh em tôi coi thấy được á thì đưa nó cho ông. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà ông làm anh em tôi không hài lòng á thì mình ở chơi xong mình đi về. Coi như là mọi chuyện như bình thường, không có gì xảy ra. Thấy chưa, thấy chưa? Giờ làm cái gì để đặc biệt này? Cái ngày trọng đại gì? Cái vụ gì vậy? Trời đất ơi. Mày nè, chuẩn bị bào chế món ăn cho mày nè. Cái này là cái gì? Cái này cái chảo. Ủa? Ta trân trọng thông báo cho mày biết, ta sẽ làm cái món này là liên quan tới cua biển hồi nãy. Nhưng mà nó sẽ đặc biệt. Đặc biệt hơn. Nó rất là kỳ công luôn. Rồi. Để mà mày thưởng thức được có chút xíu nữa tao làm mày thấy biết kìa. Rồi ok. Tao sẽ nói sao. Giờ bật mí luôn đi. Ông làm cái món gì vậy? Bật mí luôn đi. Để mất công anh em tôi đứng ở đây chờ mất thời gian. Đúng rồi. Thì cái này là một chút nữa. Ta ban đưa lưng bắt chân ta con tôi cua chung mà là cái tăng rét. Ta ban thu hút là tài là nhiều lén mà tao nói cũng là cua anh trái đồ tóc. Ông nấu lẩu Thái hả? Tại vì cái món này liên quan tới Thái. Phải không? Kamanika. Kamanika tiếng Ít là Kamanika cà má là cái đồ mất cảnh giác với cà má. Nói tiếng Việt, cái món này là món gì? Đừng có làm mất thời gian của hai anh em tôi. Dịch ra cho mày hiểu không? Rồi, là ý nó một chút nữa là ta sẽ để muối này nè. Muối hột á. Để bít cái chảo này luôn. Rồi. Rồi ta xếp hai con cua vô. Rồi ta sẽ đắp lên thêm lớp muối nữa. Ta bỏ lên bếp ga ta nấu. Cho nó nóng thiệt nóng mà muối mà nó đen đó, đỏ 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 luôn á. Thì con cua mà nó hiện cái màu ửng hồng á, nó đỏ chặt lên á, là bắt đầu cào muối ra. Rồi. Cào muối ra mày bưng hai con cua để vào dĩa. Mà muối mà ông nấu kiểu này nó chảy ra không? Đâu có chảy. Cái muối khi nó nóng lên nó chỉ săn lại chứ nó không có chảy. Phải không? Ừ. À, người ta gọi là rang muối. Đúng rồi. Rang muối hay là nướng muối. Cua rang muối, cua nướng muối. Cái này nó liên quan tới người Thái. Rồi ok. Ừ. Làm liền đi, nghe cũng hấp dẫn ông Tư. Dạ, phải vậy chứ. Có nước chưa, có nước chưa? Khát nước quá. Khát nước quá. Chờ chút. Tôi uống bia á. Vừa phải thôi mày. Đi về ông Tư. Bia bọt gì? Chuyện nhỏ, lon bia tao giỡn với mày thôi chứ tao có hẹp hòi với mày lon bia phải không? Lấy bia. Rồi. Uống bia có bia. Chị cái lớn quá chua mà nè, tao nói chị cái kia tao. Rồi, đổ muối vô. Quá đã luôn. Tại sao mình không dùng muối thường mà mình dùng muối hột? Tại vì muối hột nó nóng với lại cái nó tách rồi. À, cái hột nó tách rồi. Rồi. Mà khi mình làm xong, con cua nó có bị mặn không? Không mặn. Hay vậy? Nó chỉ cái kiểu như là nó mày ăn nó có vị thôi. À, chứ nó không phải mặn chát. Rồi. Đó. Quá hay. Bao nhiêu bịch là đủ ta? Khoảng 3 bịch á. 3 bịch là đủ. Rồi. Nhiêu đây là mình để nó nằm ở dưới nè, xong rồi đặt hai con cua lên. Đúng rồi. Tùy theo là mà thấy muối mà nó lượng muối nó đủ rồi thôi đừng bỏ thêm. Mà làm sao biết con cua nó chín rồi hay là chín chưa? Con cua mà nó chín là nó đỏ lét luôn. Sao thấy được ông chôn ông trọng sao ông thấy được con cua đỏ? Thì mày giặt muối ra cái thằng này. À. Mày cào nhẹ ra mày thấy liền. Rồi.
Ở đây, lại đây. Này mà thấy không? Đó, nó đỏ rồi nha. À. Nhưng mà nó chưa đỏ đều. Chưa. Nè, chỗ này chưa đỏ nè, thấy không? Rồi. Nó phải đỏ đều hết. Chưa được, phải chờ chút nữa. Quá hay. Mà muối bây giờ bắt đầu nó khác nè. Nó nóng rồi nè. Nghe cái mùi hăng của muối, nó hăng lên. Đập nó kín rồi để nó giữ cái hơi nóng, phải không? Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Rồi, hấp dẫn ha. Ừ. Món xịn á. Chỉnh chưa? Chua chà. Đó. Bốc mùi lên. Nó ra nước kìa. Chua chà, nó khác dữ luôn kìa. Khác muối luôn kìa. Sáng nó muối rồi. Này ăn cần chi chấm. Đâu nhưng mà nó thịt nó trong nó trong nó giữ nguyên. Chua giữ nguyên đồ ngon. Ngon dữ ông Tư ơi. Đó, một con. Đây nó khô rang luôn ha. Bình thường á là mình hấp hoặc là nướng hoặc là luộc, còn cái này á mình nướng muối, có nghĩa là bao nhiêu chất ngọt nó giữ trong con cua, nó không có bị ra ngoài. Quá hấp dẫn, hợp lý không nhỉ? Ơn con này xong chưa? Con ấy ngay trọng tải mà. Chút xíu nữa khác, thấy không? Rồi tắt lửa. Rồi giờ ăn sao? Ông Tư xin mời. Tán lúc trước phải tán mấy muối này ra. Có hai con là dành cho hai anh em tôi, còn phần của ông đâu? Tôi ăn rồi. À. Được. Ủa? Sắp khét á, ông để lâu quá. Thử cái chân này trước coi. Thử coi. Mặn không? Mặn. Để nó núp cái vỏ đó, đó ăn thịt thôi. Hờ khét nha. Thử cái nha. Thử cái. Ăn cái thịt thôi. Ngọt luôn. Mỡ mặn nghe ngon lắm. Ngon á. Cái chân nó bị khô hết rồi. Khô rồi. Nếu mà bà con cô bác ai làm cái món này á thì canh lửa nha. Nói chung nó mà bị khô quá thì nó mất thịt. Cái này là ông Nhí ông làm vừa tới nè, chút xíu nữa là nó không còn thịt để ăn luôn á. Hơi khô. Đừng có để lâu quá. Đúng rồi. Giờ mình sẽ phủi cái muối cho nó sạch ra, bắt đầu mình bẻ mình ăn. Thử nha. Thấy vị muối không? Thấy đã. Rồi, phủi muối ra nè. Đúng muối, ăn cơm với muối luôn. Bây giờ nó còn nóng á. Nóng lắm. Giờ mình ăn cái càng trước đi. Ông Tư, cái càng ha. Thử cái càng trước nha. Đã, phủi muối nha. Phủi muối ra. Nó là ngọt. Sướng không? Ngọt. Ngọt đó. Nó khô cái thịt cua là ăn đã lắm. Từ. Cái lớp vỏ này bây giờ nó giòn lắm. Nó không có còn cứng khi mình luộc. Mình luộc mình hấp thì nó cứng. Còn cái này á nó vô rụm mà. Thấy không? Bể ra nè. Đó. Thử ha. Ngon. Mày ăn mà thấy cái thịt nó có mặn không? Cái thịt không mặn. Đó. Cái thịt không mặn mà nó ngọt. Nó ngọt. Rồi nó rút cái nước ngọt vô. Ông thử cái càng nè. Ông thử cái càng đi. Thay vì mình luộc á là con cua nó ra nước. Ừ. Còn này mình nướng nó rút lại. Đúng rồi. Mình nướng kiểu này là bao nhiêu chất ngọt nó giữ trong con cua á, nó không đi đâu hết.
cái này mình mà đem ra trễ xíu nữa là nó khô gan luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà mày phải mày phải để ý như này nè, là phải vũ cái muối ra sạch. Chứ để mình ăn mình trúng cái muối mình tưởng nó mặn, nó không phải, phải không? Vẫn ngon. Ừ. Cái muối khỏi chấm nha. Ừ. Khỏi chấm luôn. Ừ. Mặn mặn sẵn luôn. Đó. Cua này hơi ốm, hơi ít thịt nha. Phủi muối ra. Phủi muối ra. Ôi cái càng ông Tư bự dữ vậy. Đã nè. Chú cha. Đây cái thịt nó săn lại. Thịt nó ôm lại. Thử 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 cục thịt, thử cục thịt. Đây. Phía trong con cua nha. Cái này là gạch nha. Ê nó tăng thì mới độ dai mà. Nó dai hơn. Cái thịt nó dai hơn á, như thịt gà luôn á. Mà nó hơi teo nha. Gạch nó vẫn còn nè. Ông Tư, gạch nó vẫn còn nè, không? Ừ. Đó, bây giờ mình ăn. Nhìn đã không? Ừ. Thử cái càng coi. Thử cái càng coi. Nóng, nóng, nóng. Cảm nhận. Cảm nhận, cảm nhận. Sao? Quá ngọt luôn. Ngon hơn cua luộc nhiều luôn á. Quá ngọt. Quá ngọt là nó quá ngon luôn á. Quá ngon luôn. Thật ngon á. Chù chà. Ăn từng chi tiết luôn, không bỏ gì luôn á. Từ từ để tôi gỡ này ra coi. Đó. Nóng, 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 nó nóng, nó nóng. Nó giòn, giờ ăn cua giòn rụm mà đó, giòn rụm mà. Đây. Đó, bây giờ mình ăn cái thịt ở trong cái mình con cua xem là nó như thế nào nè. Quá sướng rồi. Phơi ghê. Quá ngon, quá ngon. Thử ha. Bọt khói luôn. Thịt nó cứng ngắt rồi. Thịt nó cứng đã. Ê, mình dứt cái này đi. Cái này mới là ngon nè. Không ăn đi. Ăn nha, ta nãy ta ăn rồi. Cái này tôi không có nghiên cứu được ăn rồi. Bỏ que không biết ăn. Cua phải ăn que luôn. Nói chung là cái hương vị nó tăng lên, nó đậm đà hơn. Ừ. Nó ngọt hơn. Vậy? Nó ngọt ha. Ngọt kinh khủng luôn á. Có mấy ngày trọng đại vậy tao mới làm mấy món này cho mày ăn thôi. Ê cái càng nó đừng bỏ là Tư không ăn được tao ăn nha. Nó ngọt lắm ông Tư ơi. Cái gạch nó cũng ngon nữa. Ừ. Mà nó mềm cái vỏ con cua luôn. Giờ mình cắn cái gãy à. Còn bữa là mình phải đập. Cái gạch nó đã chưa? Chứ sao mình hấp với mình luộc rồi cái gạch nó chảy ra hết như rút nước vô. Ừ. Còn này cái gạch nó nằm im luôn. Béo. Mấy cái ông Thái Lan ông ăn nhiều cái độc quyền lắm. Chất lượng. Mình ăn nó giống như kiểu là mình ăn con khô vậy á. Nó hơi khô khô. Nó dai lắm. Khô cua ha. Khô cua. Cái này mình có thể giữ mình ăn lâu được nè. Đúng rồi. Cái này mình có thể giữ 2-3 ngày mình ăn từ từ vẫn được. Thiệt luôn. Ông Tư cho tôi ké càng coi. Thấy ông nhí không ăn của tôi rồi. Mày tao mới đưa vô bụng mày rồi mày nói mày. Ông cho mình cái càng, ông lấy cái mình nào lời. À, cắn luôn. Quá thôi. Mặn quá. Chấm muối vô nè, cái nước chanh nè. Mày thấy tao cố tình tao làm chiên muối nước không à? Để mày chấm vô nó. Cứng cứng này cứng nè, càng này. Càng cứng lắm. À. Chuồng già. Liếm cái càng này đặc ha. Đúng rồi. Càng nó đặc á. Liếm cái vỏ muối vô nó mặn quá. Này mà có bia á. Đúng rồi. Có bia. Ăn hết rồi không lấy bia ra làm chi nữa. Hồi nãy giờ không lấy, giờ lấy đâu kịp. Giờ anh em mình ăn hết rồi. Bữa nào đi. Bữa nào mày, bữa nay là chứ bữa nào gì nữa. Bữa nào mình ăn mừng nút bạc thiệt á. Chờ mấy con chờ. Bữa nay nè. Ờ à, đúng rồi quên. Bữa nay chứ bữa nào gì nữa.
Nó ngọt. Tôi ăn trúng cái hột muối nó mặn quá. Nói chung là cái món này á, nếu mà ai rảnh có thời gian thì nên thử nha. Ăn nó rất là khác với lại con cua luộc, con cua hấp. Rất là khác luôn. Nó khô khô. Nó khô khô mà ngọt. Cái này á mình ăn khỏi cần chấm muối vẫn được nha. Chanh á mình nặng lên. Đó. Bỏ chút đường vô nữa là được rồi. Đó. Ăn cái chân luôn, ăn cái chân luôn. Đây, lại còn mấy cái chân nè. Chân nó bị khô thật rồi. Khô rồi. Mà vẫn ngọt lắm mày, dai nhắt luôn. Ừ, hết rồi. Này còn cục này của ông nè. Phải không? Rồi, ok. Bây giờ tôi xin bàn giao cái nút bạc này lại cho ông. Đó. Cho ông treo lên đây. Nút bạc thiệt. Giờ cầm nha. Ê, ê, mày đưa tao coi coi. Rồi. Đó. Lấy cái này gài phía sau. Quá nó đẹp. Cái nút bạc thiệt nó đẹp phải nói luôn hả tao. Nhí treo đi nha ông nhí, tôi đi về trước nha. Đâu có mày. Ở đây. Mày ở đây chung vui với tao chứ ngày quan trọng. Có cái gì thì hai thằng chịu. Ông cho ông về trước là sao? Ông nhí cứ treo lên đi. Đó. Lấy tao cái ghế rồi từ từ từ. Lấy cái ghế treo lên, nút bạc thiệt nha. Đó, nút bạc thiệt nha. Sau 3 năm, 2 năm mấy, 3 năm bây giờ mới có. Nói chung cái kinh ông nhí á là bị vi phạm quy tắc lúc đầu. Nói chung là anh em mình lúc đầu không có biết làm YouTube theo cái kiểu là giỡn qua giỡn lại mà bị hiểu lầm, cho nên là bị đánh gậy. Bởi vậy cái kênh ông nhí không có được nút bạc. Thì bây giờ đã có rồi, nút bạc gì thì chưa biết, cứ treo lên đi. Rồi treo lên. Đúng là được. Cứ đúng cái nút bạc thiệt là được rồi. Không thích thì trả lại mình thôi. Có gì đâu. Rồi. Rồi. Nút bạc của tao treo trả gì? Treo lên. Đó. Nút bạc này á là nút bạc giả, nó nằm ở đây cũng gần 2 năm rồi á. 2 năm mấy rồi đó. Cái này là kỷ niệm của tao đó. Đó, kỷ niệm cất ông Tư. Ừ. Cất vô một góc đi. 7 đâu có cất. Để đây tao. Để đó đi. Rồi, treo nút bạc thiệt lên nha. Đó. Sáng liền ha. À, quá đã. Sao có cái tiền của tao ở đây nữa? Không thích thì lột ra thôi. Từ 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 từ. Để tôi về hay lột. Rồi đứng đó đi. Chờ tôi với ông Tư đi về rồi hãy lột nhau. Rồi lột đi, về rồi đó.